đi khám thì bác sĩ có nói với em là cái thai này có khả năng dính liền với các ca trên thế giới, tức là nó sẽ dính liền đầu hoặc sẽ dính liền tim. 8 tháng thì cũng ra máu, bác sĩ nói rằng là phải mổ gấp tại vì là hai bạn này là có hội chứng chuyển máu. Bây giờ em cho con em nhi trung ương đi, lên đến nơi thì con em đã, tức là tim đã hiện tượng tim ngừng đập rồi và tím tái rồi.